Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với ChuSmart. Hôm nay mình đang có ở đây một cái check hộp nhìn nó khá là mới. Và nếu như mà anh em đang tìm một cái sản phẩm bàn phím cơ mà sử dụng Bluetooth dành riêng cho Mac OS ấy, thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một check hộp mà anh em rất là mong chờ. Cái chiếc hộp mình đang có ở đây thì là một cái chiếc bàn phím cơ đến từ thương hiệu có tên là Rofree. Đây là một cái thương hiệu mà thường xuyên làm những cái sản phẩm dành cho Mac OS và có một tính chất sản phẩm rất là retro. Và cái phiên bản mình đang cầm ở trên tay đây ấy, thì sẽ là một cái phiên bản giới hạn và nó collab với một cái hãng có tên là Bidac. Vậy nên là cái hộp này nó sẽ có màu vàng và họa tiết xung quanh của sản phẩm này thì nó sẽ xoay quanh cái chú vịt đáng yêu ở trước đây. Và bây giờ thì mình sẽ cùng nhau mở hộp để xem bên trong có những gì nhá. Ở bên trong chiếc hộp này đầu tiên thì chúng ta sẽ có được một cái pad chuột. Cái pad chuột này thì mình thấy rằng là nó có một cái độ rộng nó khá là lớn. Vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể là trải hết một cái mặt bàn. Và nó sẽ có hai mặt để anh em có thể là lựa chọn. Một cái mặt có hình chú vịt ở đây và nó là màu xám, còn mặt bên này sẽ là màu vàng. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình sẽ sử dụng cái mặt xám xám này thôi cho nó đỡ bẩn. Thế nhưng mà nếu mà sử dụng mặt xám thì cái mặt vàng nó lại bẩn à? Vậy thì em sử dụng hai mặt nhé. Tiếp theo đó chúng ta sẽ được tặng thêm một cái giống như là một cái gối nhỏ vậy. Thế nhưng mà thực chất thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp anh em là kê vào cái cổ tay. Khi mà chúng ta đánh cái sản phẩm này ấy, thì nó sẽ không bị đau tay đâu anh em nhé. Ở phía bên trong đây thì chúng ta còn một cái sản phẩm nữa. Đây sẽ là một cái cọng cáp micro USB để chúng ta có thể là kết nối trực tiếp với bàn phím này. Và ngoài cái chức năng là chúng ta có thể là kết nối trực tiếp ra ấy, thì nó có thể là giúp anh em sạc cái sản phẩm này nữa nhé. Và tất nhiên rồi, cuối cùng thì nó sẽ vẫn là cái sản phẩm chính của chúng ta, cái chiếc bàn phím đến từ Rofree. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà cầm vào chiếc bàn phím này ấy là về cái độ nặng của nó nhá. Nó sẽ có một cái độ nặng nhất định và cầm nó sẽ rất là đầm tay. Bởi vì đây là một chiếc bàn phím cơ, vậy nên cái việc là nó nặng hơn so với những bàn phím khác một chút ấy thì mình nghĩ rằng là nó cũng rất là dễ hiểu thôi. Và với một cái độ nặng vừa phải cũng như là một cái thiết kế nó rất là nhỏ gọn thế này thì các bạn hoàn toàn có thể là cho vào ba lô và chúng ta sẽ mang ra quán cà phê làm việc, nó cũng rất là thoải mái thôi, nó không bị quá nặng dành cho anh em đâu nhá. Tiếp đến là về phần thiết kế thì như mình đã nói với anh em ở đầu video thì Rofree là một trong những cái thương hiệu mà sản xuất những cái dòng dành riêng cho macOS và cái sản phẩm của hãng này thì sẽ mang tính retro khá là cao. Vậy nên là cái sản phẩm này thì nó sẽ lấy thiết kế đến từ một cái chiếc máy đánh chữ ở thế kỷ 19, nhìn nó sẽ khá là vintage. Còn về màu sắc thì đây là một phiên bản limited và collab với cả Bidac, thế nên là nó sẽ có màu sắc chủ đạo là màu vàng. Và cái màu này thì thực sự là nó rất là bắt mắt. Mình rất là thích cái màu vàng này bởi vì là nhìn nó rất là nịnh mắt. Và kèm theo đó nữa có một cái điểm mà anh em cần phải chú ý ở đây. Với một phiên bản limited ấy, thì chúng ta sẽ có một cái nút back màu cam như thế này. Và ở trên cái nút back này thì nó sẽ có logo của Bidac. Đây là một trong những cái điểm nhấn dành riêng cho phiên bản limited đến từ Rofree. Về cơ bản thì ở trên chiếc bàn phím này nó sẽ có đầy đủ những cái phím chức năng dành cho Windows. Và kèm theo đó nữa thì nó sẽ có cho anh em sử dụng Mac ấy, đó là hai cái phím Command cũng như là những cái biểu tượng chức năng riêng biệt ở trên MacBook của anh em. Về keycap thì đây sẽ là một cái dạng keycap tròn và nó sẽ sử dụng cái chất liệu là nhựa ABS. Vậy nên là khi mà mình đánh thì nó sẽ có một cái độ nảy rất là tốt. Và bên cạnh đó với tính chất là một chiếc bàn phím cơ, vậy nên là nó sẽ có những cái tính chất rất là riêng biệt. Giống như là những cái tiếng sticky này, tiếng tackle. Đây là những cái tiếng rất là quen thuộc khi mà chúng ta sử dụng chiếc bàn phím cơ ở quán net rồi đúng không anh em? Về kết nối thì ở trên sản phẩm đến từ Rofree này chúng ta sẽ có hai cái kết nối. Cách đầu tiên thì như mình đã nói với anh em ở đầu video, đó chúng ta sẽ kết nối trực tiếp thông qua cái cổng micro USB. Và một cách kết nối nữa đó chúng ta sẽ sử dụng Bluetooth. Thì để có thể là sử dụng Bluetooth thì chúng ta sẽ phải sang cái phần bên phải cho bàn phím này. Nó sẽ có một cái chức năng gạt đây cho anh em thì chúng ta có thể là bật và tắt cái chức năng Bluetooth chúng ta đi. Đó. Và ở trên cái chiếc Rofree này chúng ta hoàn toàn có thể tương thích với cả Windows và Mac. Và để có thể là chuyển giữa hai hệ điều hành của chúng ta thì các bạn cũng sẽ cần gạt một cái nút rất đơn giản thôi. Một bên đây thì sẽ là Windows và Android và một bên thì sẽ là Mac OS và iOS dành cho anh em. Về phần tính năng thì cái tính năng đầu tiên mình phải kể đến cho anh em mà mình rất là thích ở trên cái chiếc Rofree này, đó là khi mà anh em chơi game này hay là chúng ta soạn thảo văn bản ở trong một cái môi trường thiếu ánh sáng ấy thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng sản phẩm này. Bởi vì là ở dưới những cái bàn phím như này thì nó sẽ có một cái giải LED chạy rất là đẹp và nó rất là sáng cho anh em. Và với cái giải LED này thì anh em hoàn toàn có thể là chỉnh cả độ sáng thông qua những cái phím chức năng ở đây. Tiếp theo nữa thì với cái sản phẩm này chúng ta hoàn toàn có thể là kết nối với 3 sản phẩm cùng một lúc. Và anh em sẽ để ý giúp mình vào cái nút 1, 2 và 3 ở đây. Thì ở dưới những cái nút 1, 2, 3 này nó sẽ có biểu tượng Bluetooth. Và để có thể là chuyển đổi giữa những cái thiết bị với nhau ấy thì chúng ta sẽ ấn nút SN và tương đương với 1, 2 và 3 thì các bạn sẽ chuyển với 3 thiết bị cùng một lúc nhé. Và về cái trải nghiệm của mình sau một tuần sử dụng cái chiếc bàn phím này thì mình thấy nó tương đối là ổn. Và đặc biệt nếu như em sử dụng laptop để chơi game thì mình nghĩ rằng chúng ta nên sở hữu một chiếc, bởi vì là
cái cảm nhận khi mà mình gõ phím để chơi game ấy, nó sẽ rất là thích. Kèm theo đó nữa là những cái tiếng như là sticky hay là chuckle thì khi nghe chơi game nó rất là thích tai. Và bên cạnh đó thì với một cái thiết kế đẹp thế này cũng như là một cái màu sắc nhìn nó rất là bắt mắt ấy, thì mình nghĩ rằng là các chị em cũng nên sở hữu cho mình một cái bộ sản phẩm đến từ Lofree để trang trí thêm cho cái không gian riêng của mình nhé. Và link của sản phẩm này thì mình sẽ để ở phía cuối video cho anh em. Cuối cùng thì đừng quên like và subscribe channel của True Smart nhé. Chào các bạn.